Kính chào quý vị các bạn nhé. Thì đang trời mưa này thì tôi cũng giới thiệu với quý vị cái dầu gội Rolaria này, là cái dầu gội phủ bạc này của Bidicare, của công ty Robby nhé. Thì trời cũng đang mưa, trên nói thì chắc cũng hơi ồn chút xíu, nhưng mà cũng không có thời gian nào để mà ngồi cả. Thì bây giờ hiện tại tôi giới thiệu cho quý vị cái cách gọi là sử dụng, chứ nhiều người về là không biết cách sử dụng như thế nào cả. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho quý vị xem nhé. Bây giờ mới nhận về này. Này. Đó, mình sẽ bóc cái này ra. Đó, quý vị các bạn, dầu gội phủ bạc, gội là đen, trong 10 phút không rót sót nha, không hại da đầu. Đó, đây, quý vị thấy không? Đó, mình sẽ lôi ra. Đó, trong đây thì có cái bao này. Đó, đây là cái bao tay. Đấy, bao tay để mình khi mà mình gội thì mình xoa lên tay, tức là mình dùng cái này để mình xoa đầu. Và đây là cái dầu gội thì nó có một cái bàn chải đây, thì mình sẽ gắn vào thế này. Đó, còn đây là cái khóa. Nhiều người không biết, là không biết sử dụng, không biết cái này nó là cái gì, thì đây nó là cái khóa này. Mình rút ra này, đó, và mình thò tay vào mình bấm khi nào nó sẽ đầy ở đây thì chúng ta sẽ chải lên đầu. Đó, tại vì tôi cũng mới gội cái dầu vào đầu kia, cho nên là tóc nó còn đen nên chưa gội, thì bây giờ chỉ hướng dẫn sử dụng cho quý vị sử dụng thôi. Đó, đây là cái khóa, thì đã khóa, và khi mà xài xong rồi thì mình lại khóa nó lại. Đó, và lau, dùng rẻ lau đi, cất đi. Đó, thế là mình là xong cách sử dụng. Thì để một bữa sau nữa tôi sẽ làm cho quý vị xem là gội như thế nào, còn bây giờ là chỉ giới thiệu cách sử dụng thôi. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi.